Và trở lại với tất cả các bạn của chúng tôi ngày hôm nay, cái chương trình chúng ta có hai cái đề tài, chắc các bạn cũng đã đọc trên cái status của tôi. Status của tôi ngày hôm nay trong cái livestream gồm có hai cái đề tài. Và cái đề tài thứ nhất là tại vì sở dĩ tôi đặt cái đề tài thứ nhất là có nhiều bạn, rất nhiều bạn từ trong Việt Nam đã inbox cho tôi, gửi bằng Messenger. Và họ nói rằng họ có người thì nói rằng là thấy tình hình thì rõ ràng là Việt Nam sẽ phải thay đổi và cái chế độ cai trị đó sẽ sụp đổ, nhưng họ không biết khi nào sụp đổ và sụp đổ như thế nào. Có những cái inbox lạ, tôi dùng chữ lạ trong ngoặc kép, là với những cái ngôn ngữ tương đối là tôi không thể nói trên đây, là tiếng nghĩa là những ngôn ngữ rất là bậy bạ và không có văn hóa. Cũng một cái câu hỏi tương tự là 42, 43 năm rồi, chừng nào cộng sản mới sụp đổ đây? Đó là những cái câu hỏi mà rất nhiều những người bạn, có bạn thật sự của tôi, có những người bạn mà tôi đánh trong một chữ ngoặc kép là gửi một cái inbox đó. Do đó tôi mới làm cái đề tài ngày hôm nay gồm có hai đề tài. Đề tài thứ nhất là chế độ khi nào sụp đổ và sụp đổ như thế nào. Một cái câu hỏi mà chính chúng ta, cá nhân tôi hay các bạn, không có câu trả lời chính xác. Tại sao tôi nói là không có câu trả lời chính xác? Thứ nhất, chúng ta không phải là thánh thần để có nhìn thấy tương lai nó sụp đổ hay là sụp đổ như thế nào. Tuy nhiên, dựa trên những gì đang xảy ra, đối chiếu, so sánh với lại quá khứ hoặc những cái tình hình tương tự, thì chúng ta có thể dự đoán được cái mức độ xảy ra của nó gần hay xa, hay là nó xảy ra như thế nào. Đó là cái bài chia sẻ ngày hôm nay, phân tích ngày hôm nay của tôi với các bạn. Hy vọng rằng cái bài phân tích này giúp các bạn có thêm những cái thông tin đối chiếu, so sánh. Rồi sau đó các bạn tự đưa ra cái quyết định, tự đưa ra cái nhận định của chính bản thân mình, xem coi nó có giống như của tôi hay không. Ok các bạn, như những trong những cái livestream trước đây, tôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Nhìn từ quá khứ lịch sử của Âu Châu, của Á Châu và của Việt Nam, những cái chế độ mà nó có nhiều cái dấu hiệu sụp đổ, trước khi nó sụp đổ thì nó đưa ra rất nhiều những cái dấu hiệu, và những cái dấu hiệu đó các bạn nhìn thấy rất rõ nét. Ok, bây giờ mình nhìn về cái quá khứ xa xưa đi. Ok, nhất là những bạn mà thuộc dạng mà bò đỏ, tôi dùng chữ bò đỏ trong ngoặc kép, đang lắng nghe chương trình đi. Các bạn mê Trung Quốc lắm, tôi lấy sử Trung Quốc ra nói chuyện với các bạn, rồi sử Việt Nam, rồi tôi đối chiếu so sánh với những khu vực khác nha. Ok, trong cái chiều dài lịch sử của Trung Quốc, các bạn nhìn thấy, ok, là dưới cái thời của Tần Thủy Hoàng, khi mà Tần Thủy Hoàng muốn giữ ngôi vị và muốn thống nhất quyền lực tập trung vào một chỗ, thì sau khi thống nhất nước Trung Quốc, ông ta không muốn người dân có nhiều ý kiến khác biệt. Và xảy ra cái gì các bạn? Đốt sách, chôn nhọt. Đó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy chế độ của ông ta sụp đổ. Đúng không các bạn? Rồi, sau đó, một thời gian khá dài sau đó, đến đời nhà Tùy. Ok, Tùy Dương Đế là trước đời nhà Đường. Tùy Dương Đế cũng cho xây dựng tất cả những cái cung điện nguy nga. Rồi cái xã hội của Tùy Dương Đế thời điểm đó là ăn chơi trác táng. Cuối cùng nhà Tùy mất, nhà Đường lên. Đúng không các bạn? Thấy rõ chưa? Đây là hai cái dấu mốc lịch sử của Trung Quốc mà các bạn nhìn thấy cái dấu hiệu đó. Rồi tới lịch sử Việt Nam. Khi nhà Lý có những chiến công lừng lẫy và có cái chiều dài cai trị đất nước Việt Nam và thống lĩnh Giang Sơn, được xem là lâu nhất trong cái lịch sử của Việt Nam, trên 260 năm. Đời nhà Trần trên 100 năm, đúng không? Đời nhà Lý thì trên 260 năm. Từ thời Lý Công Uẩn là một trong những vị vua, được xem là Lý Thái Tổ là một trong những vị vua nhân từ nhất và có những cái chính sách được xem là trải dài và rực rỡ nhất cho cái nước Đại Việt lúc bấy giờ. Nhưng tới gần cuối đời nhà Lý thì con cháu lơ là, lo ăn chơi, lo thu gom, lo làm giàu,
lo hút máu và dần dần bị Trần Thủ Độ tiếp thu quyền lực bằng mọi giá, bằng mọi cách. Và cuối cùng, Trần Thủ Độ lật đổ nhà Lý, lập ra nhà Trần. Cuộc lật đổ được xem là ít đổ máu, hay có thể nói là không đổ máu. Rồi các bạn, tới đời nhà Lê, bệ rạc ăn chơi ỷ quyền, ỷ vào công trạng của ông cha. Đúng không các bạn? Khiến cho Việt Nam bị chia đôi làm hai mảnh đất, đàng trong đàng ngoài, kéo dài hơn 100 năm. Và cuối cùng, vì giữ quyền lực, Lê Chiêu Thống qua cầu cạnh nhà Thanh. Và cuối cùng các bạn thấy, triều đại nhà Lê sụp đổ hoàn toàn. Tôi đưa những cái ví dụ này ra cho các bạn nhìn thấy, và tôi sẽ đưa những cái dấu hiệu cho các bạn nhìn thấy là tại sao Việt Nam sụp đổ. Ok, rồi, các bạn còn nhớ là bên cái thời Đức Quốc Xã đã từng lập ra những cái đoàn thanh niên Đức Quốc Xã chuyên môn đi khủng bố, chuyên môn đi giết người, thủ tiêu những người nào khác ý kiến với lại Đức Quốc Xã. Khi nước Đức thất bại, thua trong đệ nhị thế chiến, toàn bộ những kẻ này, các bạn đã thấy kết quả của nó rồi, đúng không? Khi họ lập ra cái này, đoàn thể, những cái hội đoàn để mà củng cố quyền lực cho chính phủ, cho kẻ cai trị, thì kết cục nó như vậy. Các bạn nhìn thấy Đông Âu, nó khởi đi từ những cuộc đàn áp người Công giáo tại Ba Lan. Và cuối cùng như thế nào các bạn? Toàn bộ khối cộng sản Đông Âu sụp đổ một cách rất bất ngờ. Khởi đi từ những cuộc đàn áp tôn giáo, đặc biệt là ở Ba Lan, đàn áp người Công giáo tại Ba Lan. Và cuộc cách mạng đó nó kéo dài ở đầu thập niên 90. Thì các bạn nhìn thấy toàn bộ cái quá trình, cái quá khứ, lịch sử của Đông Âu, của Á Châu, của Việt Nam. Bây giờ tôi nói với các bạn, những cái dấu hiệu khiến cho cái chế độ nó sụp đổ rất là nhanh. Và nó càng lúc nó càng xuất hiện rõ nét. Thứ nhất, cái mà các bạn nhìn rõ nét nhất là nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi. Bất cứ chế độ nào mà tham nhũng tràn lan thì chế độ đó sẽ sụp sớm. Đúng không các bạn? Rồi, thứ hai, mua quan bán tước. Các bạn đã thấy ở trên rất nhiều những cái mạng xã hội và những cái báo chí vẫn thường đăng. Báo chí trong nước đó, tôi không nói ở ngoài này. Là cả họ làm quan vân vân. Thì các bạn đã nhìn thấy là chia chác nhau, rồi mỗi một cái ghế vào hải quan bao nhiêu tiền, mỗi một cái ghế vào công an là bao nhiêu tiền, mỗi một cái ghế vào bộ ngoại giao và bộ công thương bao nhiêu tiền, thậm chí là cái ghế quốc hội bao nhiêu tiền. Các bạn đã nhìn thấy hiện tượng mua quan bán tước, nó hiện rõ nét vô cùng, đúng không? Rồi cái thứ ba là nếu ngày xưa xây dựng những cung điện nguy nga để ăn chơi trác táng, thì ngày hôm nay xây dựng tượng đài, xây dựng những cái gì gọi là hoành tráng nhất, không, tôi dùng ngôn ngữ của chính các bạn ở trong nước, đúng không? Hoành tráng nhất, khoe khoang nhất, bánh chưng, bánh dày nặng 3 tấn vân vân, là các bạn thấy nó sẽ dẫn đến sụp đổ chế độ. Kế tiếp là cái gì các bạn? Lập ra những cái hệ thống vệ tinh bảo vệ chế độ, nhưng mà không có bàn tay của đảng hay chính phủ ở trong đó, mặc dù ở phía sau đảng và chính phủ giật dây. Tức là cái hiện tượng mà người ta vẫn thường gọi là hồng vệ binh. Hồng vệ binh giống như bên Trung Quốc. Cái này thì cái đề tài sao tôi có nhắc tới, bây giờ mình không nói tới. Tức là lập ra những cái lực lượng bán chính thức để bảo vệ cho chế độ, uy hiếp, khủng bố tinh thần người dân. Tất cả những cái hiện tượng này đều báo hiệu cho thấy là cái chế độ đó sắp sửa sụp đổ. Và chưa kể là nợ lên tới đầu, nợ công lên tới đầu rồi. Các bạn, đây là những dấu hiệu sụp đổ của một chế độ. Rõ nét cho các bạn. Khi mà tôi phân tích đến điều này thì các bạn đã thấy rất rõ nét những cái dấu hiệu này, đúng chưa? Bây giờ mình đi tiếp nè. Mình đi tiếp về cái mà các bạn hỏi rằng như vậy thì nó sụp đổ bằng cách nào. Các bạn, đương nhiên với cái
tình hình bây giờ với cái vũ trang của công an, của bên quốc phòng, đương nhiên rằng các bạn không đủ sức, không đủ bản lãnh, không đủ can đảm để đứng ra thay đổi cái xã hội của các bạn. Vậy thì làm sao nó sụp đổ được các bạn? Nó sụp đổ là do chính những kẻ có thể đảng ăn thịt lẫn nhau. Bây giờ tình trạng mà nó đi tới giai đoạn đó đã xuất hiện rồi. Thứ nhất là các ban ngành, các địa phương đã không còn lắng nghe trung ương nữa rồi. Thì cái tình hình này đó, nó tương tự như là trong bài viết trước đây và trong một cái livestream trước đây tôi đã so sánh. Nó rơi vào cái tình trạng quân phiệt mà Trung Quốc đã từng gặp. Các bạn nhớ là năm 1911, khi mà Từ Hy Thái Hậu bị lật đổ, nhà Thanh bị lật đổ sau cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, thì Trung Quốc thành lập một cái chế độ gọi là chế độ dân quốc. Thì sau đó có một cái sự chia rẽ giữa hai phái, là một phái là Viên Thế Khải và một phái là của ông Tôn Dật Tiên. Thì người ta tạm gọi cái thời điểm đó là chính quyền Bắc Kinh và chính quyền Nam Kinh. Hai phái này đánh nhau và giành cái quyền cai trị. Viên Thế Khải muốn tái lập lại cái chế độ quân chủ, tức là phong kiến, tức là hoàng đế. Tôn Dật Tiên vẫn thúc đẩy một chế độ được xem là chế độ Cộng Hòa. Đúng không các bạn? Và thời điểm đó, do cái sự tranh chấp giữa chính quyền Nam Kinh và Bắc Kinh, thì mỗi một tỉnh, một ông tư lệnh vùng trở thành một ông vua, cai quản cái vùng của mình và bắt đầu giành lãnh thổ, chém giết lẫn nhau và sẵn sàng xử nhau. Tất cả đều được nhân danh là vì người dân hết. Trung Quốc rơi vào một cái cơn hỗn loạn suốt mấy chục năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là vượt cái thực hiện cuộc là vạn lý trường trinh để mà có thể thống nhất lại nước Trung Quốc. Thì tôi nói với các bạn, cái tình hình của Việt Nam bây giờ nó cũng sẽ y chang như vậy. 64 tỉnh thành sẽ có 64 ông vua. Mỗi ban ngành cũng sẽ là một ông vua. Và như vậy thì sao? Chia lãnh thổ, chia đất đai để mà bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Tình hình nó, bản chất nó giống nhau, nhưng cái cách nó khác nhau. Thì cuối cùng là gì các bạn? Tất cả những quan chức đó ăn thịt lẫn nhau. Và các bạn đã nhìn thấy, tôi không nói những cái vụ án vừa được xử, vừa được xảy ra. Các bạn thấy Bộ Công Thương ăn theo kiểu Bộ Công Thương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước ngoài ăn theo kiểu của họ. Bộ Công an ăn theo kiểu của họ. Bộ Quốc phòng nắm nhiều đất đai nhất, lúc nào cũng nhân danh là đất quốc phòng đó, thì ăn theo kiểu của họ, bán theo kiểu của họ. Và tất cả những cái bộ ban ngành này không ai chịu thua ai. Thì sẽ đến tình trạng gọi là conflict, sẽ tranh chấp. Và tranh chấp đó lúc đầu chỉ là đưa nhau nhân danh đảng, nhân danh nhân dân, xử nhau ở tòa án thôi. Đó là giai đoạn đầu. Nhưng mà giai đoạn kế tiếp, khi mà cái kẻ yếu thế biết là đưa ra tòa kể như là mình mất trắng hết á, thì sẽ phản kháng bằng bạo lực để chống lại cái kẻ ăn hiếp mình. Và cuối cùng là gì các bạn? Cả một cái xã hội Việt Nam sẽ rơi vào loạn lạc. Và khi đó chế độ đã sụp đổ. Tại vì không một nơi nào, không một chỗ nào có thể, tôi nói thẳng với các bạn là có thể nghe nhau cả. Bây giờ các bạn nhìn thấy Yên Bái sẽ là một vùng trời riêng. Thái Nguyên, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, miền Nam, Đà Nẵng, mỗi nơi sẽ là một lãnh chúa. Và lãnh chúa ở khu vực đó chỉ cần ăn chia với lại cái quân khu ở khu vực đó thôi, được sự bảo đảm của quân khu ở khu vực đó thôi. Từ Bắc chí Nam có 9 quân khu, từ quân khu 1 tới quân khu 9. Là quý vị thấy 9 ông tư lệnh, 9 quân khu là 9 ông vua rồi. Đúng không? Và họ hợp tác với những ông bí thư tỉnh, những ông chủ tịch tỉnh, là bắt đầu họ sẽ không nghe lời trung ương nếu như quyền lợi họ bị cắt xén, quyền lợi họ bị thiệt thòi, thì tới một giây phút nào đó họ sẽ phản kháng bằng bạo lực đối với chính cái gọi là chính quyền trung ương. Và đây là cái
viễn ảnh trước mắt các bạn. Cái viễn ảnh mà máu đổ đầu rơi, cuộc chiến giữa các lãnh địa, lãnh chúa, các ông bí thư tỉnh, các ông chủ tịch tỉnh hay là các ông tư lệnh dùng tư lệnh khu quân khu 1 cho tới quân khu 9. Nó sẽ xảy ra khi quyền lợi đó bắt đầu dẫm lên nhau và bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Các bạn, nó sẽ xảy ra. Và khi nó xảy ra rồi, các bạn sẽ sống trong một cái xã hội hoàn toàn không có luật pháp nữa. Ngay bây giờ đã không có luật pháp rồi. Tại luật pháp đó không bảo vệ cho người dân. Luật pháp đó chỉ bảo vệ cho những kẻ đang cai trị các bạn thôi. Do đó, ngày hôm nay các bạn đang sống trong một cái xã hội hoàn toàn chuẩn bị bước tới sự sụp đổ và loạn lạc. Nó rõ như ban ngày. Tại vì sao? Tại vì cùng một đảng khi hết đồ ăn rồi thì sẽ ăn thịt lẫn nhau thôi. Các bạn cho tôi biết đi. Bây giờ ở Việt Nam còn thứ gì để có thể xuất cản ra bên ngoài nữa các bạn? Không còn. Còn hai thứ. Đất đai và con người. Đất đai tức là đem đất bán cho nhà đầu tư nước ngoài trên danh nghĩa nha. Nhưng thực chất các bạn biết đầu tư nước ngoài rút khỏi Việt Nam hết rồi. Gần hết rồi. Chỉ còn các nhà đầu tư từ Trung Quốc thôi. Đúng không? Ký với danh nghĩa là cho mướn đất để phát triển 99 năm, 75 năm, vân vân. Một hình thức bán đất để trục lợi. Rồi thứ hai là gì? Bán người, bán con người qua hình thức xuất khẩu lao động. Họ chỉ còn hai thứ này để bán, để xuất cản thôi. Chứ không còn cái thứ nào để bán nữa các bạn. Và khi mà cái này nó cạn dần, tức là đất đai trong tỉnh của mình bán gần hết rồi, thì lấy gì bán nữa đây các bạn? Một là giật lại của người khác để bán. Còn hai là phải lấn sang tỉnh kế bên. Lấn sang tỉnh kế bên là lấy đất bán tiếp. Và cứ như vậy sẽ xảy ra. Rồi đất nào của quốc phòng, đất nào của dân sự sẽ tranh đoạt nhau trong cái khu vực đất nữa. Và tất cả đều được nhân danh phát triển. Phía Bộ Quốc phòng thì nhân danh ô, những miếng đất này là nằm trong cái khu vực quốc phòng, nguy hiểm an ninh quốc gia, không thể giao ra ngoài bên ngoài được. Và rồi họ cho tư nhân vào, họ bán cho tư nhân khác để khai thác. Chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh không làm gì được hết. Rồi bên cạnh đó, chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh lại đi kiếm ăn kiểu khác. Né được đất quốc phòng thì lấy đất khác. Mà đất khác mà dân lỡ chiếm thì lấy lại. Tại đất đai là sở hữu của toàn dân, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo mà. Không ai được làm chủ đất hết. Trên tỉnh muốn lấy lại giờ nào lấy. Và không trả thì cho người tới cưỡng chế. Và lực lượng cưỡng chế bây giờ chỉ mới là cảnh sát cơ động thôi. Mai này cưỡng chế sẽ có quân đội đi theo nữa. Tại vì quân đội cũng sẽ được chia phần trăm trên miếng đất đó. Và cứ như vậy, chắc chắn trong một vài năm thôi, không nhiều lắm, Việt Nam sẽ rơi vào cái cơn hỗn loạn thật sự. Đó là cái viễn ảnh và cái mà chúng tôi nhìn thấy là Việt Nam, chế độ cai trị đó sụp đổ. Sụp đổ bởi những dấu hiệu tôi đã đưa ra cho các bạn thấy. Tham nhũng, mua quan bán tước, đúng không? Xây dựng những cái biểu tượng để củng cố chế độ, lập ra những lực lượng kiêu binh để bảo vệ chế độ. Tất cả những điều này là những dấu hiệu suy sụp của một chế độ sẵn sàng để đi tới sụp đổ, đúng không? Và khi sụp đổ thì sụp đổ như thế nào? Không phải là do các bạn đứng dậy để mà thay đổi xã hội đâu. Với cái cá tánh bây giờ các bạn nghe tôi nói livestream, nghe thì thấy hay lắm, nhưng mà bước ra đường để thực hiện những cái ý tưởng của mình thì các bạn chưa can đảm. Tại vì các bạn còn nhiều thứ các bạn mất. Bước ra chưa gì là bị an ninh đóng đinh trước rồi. Sau khi bị an ninh đóng đinh mà còn cứng đầu nữa thì sẽ bị cô lập việc làm, mối làm ăn, bạn bè. Mất nhiều thứ lắm. Cho nên các bạn thấy mất nhiều thứ quá. Mà mình bước ra rồi có ai đi theo mình không, hay mình đi một mình? Tại sao mình phải khổ vậy? Cái suy nghĩ này của các bạn đã khiến cho các bạn không đủ bản lãnh, không đủ can đảm bước ra thay đổi xã hội. Và như vậy thì cái xã hội Việt Nam nó cũng sẽ đi tới sụp đổ. Mà cái sụp đổ đó nó rơi vào sụp đổ trong việc đổ máu. Đổ máu đó là sự giành ăn của các lãnh chúa, các trưởng ban ngành, các bộ trưởng các ban ngành,
mỗi bên ăn một kiểu, và khi mà cái miếng ăn đó dẫm chân lên nhau thì sẽ xâu xé nhau. Đó là thực trạng. Và cái thực trạng này nó sẽ còn kéo dài cho tới khi nào các bạn thức tỉnh. Khi mà người nhà các bạn dính vào những cái cuộc tranh chấp đó, các bạn trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp đó, thì các bạn mới thấy những cái lời nói hôm nay chúng tôi là như thế nào. Còn bây giờ các bạn nghe lỗ tai này ra lỗ tai kia, ôi tôi nghe ông Trần Nhật Phong nói cho nó vui, qua chuyện thôi. Nhưng các bạn sắp sửa trở thành nạn nhân trực tiếp chứ không phải gián tiếp nữa, khi những cái hiện tượng đó nó xảy ra tại Việt Nam. Và chắc chắn nó sẽ xảy ra với cái tình hình này. Bây giờ các bạn nói tôi nghe đi. Ngành ngân hàng bế tắc. Đúng chưa? Bây giờ tiền bạc các bạn gửi vô cũng không được an toàn nữa. Bốc hơi bất cứ giờ phút nào. Và cũng không ai chịu trách nhiệm cho những cái món tiền ký gửi của các bạn hết. Mua vàng để trong nhà thì sợ chúng nó cướp. Nó xách súng vô nhà, nó xách dao vô nhà, nó kê dao lên cổ, nó kê súng vào đầu. Nó cướp vì nó đói quá. Nó đói quá, nó không có tiền hút xì ke. Đúng không? Nó đói vì con cái nó không có gì ăn hết. Thì nó phải đi cướp thôi. Mà khi đi cướp thì các bạn là nạn nhân. Đúng chưa? Rồi. Đó là tôi đang nói cho các bạn nghe. Rồi bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó các bạn đi ra đường, lái xe ra đường, các bạn có cảm giác an toàn hay không? Chỗ nào cũng kẹt xe, khủng khiếp. Mà không kẹt xe đó thì là tới ngã tư là sợ hết hồn hết vía. Là vì xe nó phóng vượt đèn đỏ một cách dễ dàng. Nó đi trên lề, nó tông mình lúc nào không biết nữa. Rồi bây giờ đến mức đồ ăn cũng không dám ăn nhiều nữa. Không biết đồ ăn đó nó trồng bằng hóa chất gì, rồi nó tưới nước gì lên, nó tẩm thuốc gì lên, ăn vô bị gì hay không. Rồi tới bệnh viện thì lại phải gặp cái cảnh gọi là xếp hàng không có giường nằm. Đây là những cái thực trạng các bạn đang đối diện. Nhưng những kẻ ở trên đầu các bạn vẫn còn đang chia chác được. Cho nên cái thỏa hiệp đó chưa dẫn đến máu đổ. Nhưng mà đi thêm một thời gian ngắn thôi, độ khoảng vài tháng, một năm nữa thôi, các bạn bắt đầu nó vỡ ra từng khúc. Và khi nó vỡ ra, những kẻ đó vì bảo vệ quyền lợi của ban ngành họ, lãnh thổ, lãnh địa của họ, họ bắt buộc phải có cái thái độ bạo động với những đối thủ của họ. Và những kẻ bị chèn ép đưa ra tòa xét xử, cảm thấy mình bị oan ức, thì họ có chịu yên không các bạn? Họ có chịu yên để tay vô còng, để cho đối thủ ăn thịt mình không? Hay họ sẽ phản kháng? Chắc chắn sự phản kháng sẽ có. Và sự phản kháng đó như thế nào? Bạo động. Dùng công an, dùng quân đội, thậm chí là dùng những lực lượng riêng tư để bảo vệ cho mình trước đối thủ đang muốn ăn thịt mình. Và đó sẽ là chuyện xảy ra trong thời gian ngắn sắp tới. Bây giờ mới đưa nhau ra tòa xử thôi, tức là còn tôn trọng chút xíu về cái gọi là chính quyền trung ương, cái đầu não của đảng. Nhưng mà đi thêm vài tháng, một năm nữa, khi mà kinh tế càng lúc càng suy sụp, không có gì để xuất cản, tiền vô không nhiều, mà tiền nợ thì tới nơi, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Các bạn, cái viễn ảnh mà các bạn nhìn thấy và tôi nhìn thấy, đó là sự những gì tôi chia sẻ với các bạn, sự sụp đổ của chế độ. Nó rõ ràng như ban ngày. Nó rõ ràng như ban ngày. Và các bạn sẽ không xa lắm đâu. Lúc đó, nhiều quốc gia, nhiều công dân của nhiều quốc gia sẽ rút khỏi Việt Nam. Tại vì họ đâu có biết ngày nào mà nó sụp xuống một cái, rồi lấy đâu ra mà đi ra khỏi Việt Nam đây. Tiền bạc đang chảy máu ra khỏi Việt Nam bằng mọi cách, chảy bằng đường lậu, chảy bằng đường chính thức, chảy bằng đường bán chính thức, rất nhiều kiểu. Mỗi một lúc nó mỗi chảy. Và mỗi một ngày, mỗi một giờ nó mỗi một chảy. Những cái cơ sở chuyển tiền lậu qua ba bốn ngã, qua Đông Âu, qua bên Á Châu, qua ngã Trung Quốc, qua ngã Hồng Kông, qua ngã Singapore, qua ngã Thái Lan, qua ngã Đài Loan, nó nhiều lắm. Và tiền cứ từ cả trăm ngõ, nó giống như là cái chân rít nó chảy ra ngoài vậy đó. Lúc đó kinh tế cạn kiệt, tài nguyên không còn, thì các bạn sẽ đối diện với cái gì? Nhẹ thì tình hình giống như là Venezuela, bất ổn. Nặng tức là các bạn không dám bước ra đường,
Tại không biết lúc nào tên bay đạn lạc vô người mình. Tranh chấp rồi băng đảng. Lúc đó trỗi lên, làm việc cho ông này, làm việc cho ông kia. Băng đảng sẽ hoành hành. Những kẻ đói, những kẻ hút ma túy, những kẻ sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, du đảng, dây lãi cao, sẽ làm chủ tình hình. Và họ sẽ là những hung thần mà bạn và con cái các bạn, gia đình các bạn sẽ phải đối diện. Đó là viễn ảnh của một đất nước Việt Nam sắp sửa kẻ cai trị bị sụp đổ. Và sụp đổ như thế nào? Cái đó là cái mà tôi nhìn thấy bên ngoài. Với ý kiến chủ quan của tôi, và tôi tin rằng nhiều người bên ngoài cũng nhìn thấy cái viễn ảnh này giống như tôi. Tôi chỉ là người chia sẻ lại cho các bạn nhìn thấy thôi. Và tin hay không, đó là quyền của các bạn. Đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay của tôi đến với các bạn. Và đề tài thứ hai, tôi sẽ chia sẻ giống như lúc đầu tôi nói, là tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe lực lượng Hồng Vệ Binh có kết quả như thế nào sau khi Mao Trạch Đông và nhóm Tứ Nhân Bang sụp đổ. Đây sẽ là viễn ảnh của những kẻ được xem, được gọi là Hội Cờ Đỏ Việt Nam. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái viễn ảnh này nó như thế nào. Đó là cái đề tài thứ hai của chúng ta ngày hôm nay. Mong các bạn tiếp tục giữ cái làn sóng này. Sau khoảng 3 phút quảng cáo, Phong sẽ trở lại. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào cái đề tài thứ hai. Mời các bạn tiếp tục giữ làn sóng 98.7 tại Houston, Texas của Hải Lê Radio trong chương trình Houston Nhật Ký Mỗi Ngày với Trần Nhật Phong. Và trên livestream của Trần Nhật Phong ở Facebook lẫn bên YouTube. Mời các bạn tiếp tục giữ làn sóng, Phong sẽ trở lại trong vài lát. Và trở lại với tất cả các bạn của chúng tôi ngày hôm nay. Cái chương trình chúng ta có hai cái đề tài, chắc các bạn cũng đã đọc trên cái status của tôi. Status của tôi ngày hôm nay trong cái livestream gồm có hai cái đề tài. Và cái đề tài thứ nhất là, tại vì sở dĩ tôi đặt cái đề tài thứ nhất là có nhiều bạn, rất nhiều bạn từ trong Việt Nam đã inbox cho tôi, gửi bằng Messenger. Và họ nói rằng họ có người thì nói rằng là thấy tình hình thì rõ ràng là Việt Nam sẽ phải thay đổi và cái chế độ cai trị đó sẽ sụp đổ. Nhưng họ không biết khi nào sụp đổ và sụp đổ như thế nào. Có những cái inbox lạ, tôi dùng chữ lạ trong ngoặc kép, là với những cái ngôn ngữ tương đối là tôi không thể nói trên đây, là tiếng nghĩa là những ngôn ngữ rất là bậy bạ và không có văn hóa. Cũng một cái câu hỏi tương tự là 42, 43 năm rồi, chừng nào Cộng sản mới sụp đổ đây? Đó là những cái câu hỏi mà rất nhiều những người bạn, có bạn thật sự của tôi, có những người bạn mà tôi đánh trong một chữ ngoặc kép là gửi một cái inbox đó. Do đó tôi mới làm cái đề tài ngày hôm nay gồm có hai đề tài. Đề tài thứ nhất là chế độ khi nào sụp đổ và sụp đổ như thế nào. Một cái câu hỏi mà chính chúng ta, cá nhân tôi hay các bạn, không có câu trả lời chính xác. Tại sao tôi nói là không có câu trả lời chính xác? Thứ nhất, chúng ta không phải là thánh thần để có nhìn thấy tương lai nó sụp đổ hay là sụp đổ như thế nào. Tuy nhiên, dựa trên những gì đang xảy ra, đối chiếu, so sánh với lại quá khứ hoặc những cái tình hình tương tự, thì chúng ta có thể dự đoán được cái mức độ xảy ra của nó gần hay xa, hay là nó xảy ra như thế nào. Đó là cái bài chia sẻ ngày hôm nay, phân tích ngày hôm nay của tôi với các bạn. Hy vọng rằng cái bài phân tích này giúp các bạn có thêm những cái thông tin đối chiếu, so sánh. Rồi sau đó các bạn tự đưa ra cái quyết định, tự đưa ra cái nhận định của chính bản thân mình, xem coi nó có giống như của tôi hay không. Ok các bạn, như trong những cái livestream trước đây, tôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Nhìn từ quá khứ lịch sử của Âu Châu, của Á Châu và của Việt Nam, những cái chế độ mà nó có nhiều cái dấu hiệu sụp đổ, trước khi nó sụp đổ thì nó đưa ra rất nhiều những cái dấu hiệu, và những cái dấu hiệu đó các bạn nhìn thấy rất rõ nét. Ok, bây giờ mình nhìn về cái quá khứ xa xưa đi. Ok, nhất là những bạn mà thuộc dạng mà bò đỏ, tôi dùng chữ bò đỏ trong ngoặc kép, đang lắng nghe chương trình đi. Các bạn mê Trung Quốc lắm, tôi lấy sử Trung Quốc ra nói chuyện với các bạn, rồi sử Việt Nam, rồi tôi đối chiếu so sánh với những khu vực khác nha. Ok, trong cái chiều dài lịch sử của Trung Quốc, các bạn nhìn thấy, ok, là dưới cái thời của Tần Thủy Hoàng, khi mà Tần Thủy Hoàng muốn giữ ngôi vị và muốn thống nhất quyền lực tập trung vào một chỗ, thì sau khi thống nhất nước Trung Quốc, ông ta không muốn
người dân có nhiều ý kiến khác biệt. Và xảy ra cái gì các bạn? Đốt sách, chôn nhọt. Đó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy chế độ của ông ta sụp đổ. Đúng không các bạn? Rồi, sau đó, một thời gian khá dài sau đó, đến đời nhà Tùy. Ok, Tùy Dương Đế là trước đời nhà Đường. Tùy Dương Đế cũng cho xây dựng tất cả những cái cung điện nguy nga. Rồi, cái xã hội của Tùy Dương Đế thời điểm đó là ăn chơi trác táng. Cuối cùng, nhà Tùy mất, nhà Đường lên. Đúng không các bạn? Thấy rõ chưa? Đây là hai cái dấu mốc lịch sử của Trung Quốc mà các bạn nhìn thấy cái dấu hiệu đó. Rồi, tới lịch sử Việt Nam. Khi nhà Lý có những chiến công lừng lẫy và có cái chiều dài cai trị đất nước Việt Nam và thống lĩnh Giang Sơn, được xem là lâu nhất trong cái lịch sử của Việt Nam, trên 260 năm. Đời nhà Trần trên 100 năm, đúng không? Đời nhà Tây quân đội cũng sẽ được chia phần trăm trên miếng đất đó. Và cứ như vậy, chắc chắn trong một vài năm thôi, không nhiều lắm, Việt Nam sẽ rơi vào cái cơn hỗn loạn thực sự. Đó là cái viễn ảnh và cái mà chúng tôi nhìn thấy là Việt Nam, chế độ cai trị đó sụp đổ. Sụp đổ bởi những dấu hiệu tôi đã đưa ra cho các bạn thấy. Tham nhũng, mưu quan bán tước, đúng không? Xây dựng những cái biểu tượng để củng cố chế độ, lập ra những lực lượng kiêu binh để bảo vệ chế độ. Tất cả những điều này là những dấu hiệu suy sụp của một chế độ sẵn sàng để đi tới sụp đổ, đúng không? Và khi sụp đổ thì sụp đổ như thế nào? Không phải là do các bạn đứng dậy để mà thay đổi xã hội đâu. Với cái cá tánh bây giờ các bạn nghe tôi nói livestream, nghe thì thấy hay lắm, nhưng mà bước ra đường để thực hiện những cái ý tưởng của mình thì các bạn chưa can đảm. Tại vì các bạn còn nhiều thứ các bạn mất. Bước ra chưa gì là bị an ninh đóng đinh trước rồi. Sau khi bị an ninh đóng đinh mà còn cứng đầu nữa thì sẽ bị cô lập việc làm, mối làm ăn, bạn bè. Mất nhiều thứ lắm. Cho nên các bạn thấy mất nhiều thứ quá. Mà mình bước ra rồi có ai đi theo mình không, hay mình đi một mình? Tại sao mình phải cực khổ vậy? Cái suy nghĩ này của các bạn đã khiến cho các bạn không đủ bản lãnh, không đủ can đảm bước ra thay đổi xã hội. Và như vậy thì cái xã hội Việt Nam nó cũng sẽ đi tới sụp đổ. Mà cái sụp đổ đó nó rơi vào sụp đổ trong việc đổ máu. Đổ máu đó là sự giành ăn của các lãnh chúa, các trưởng ban ngành, các bộ trưởng các ban ngành. Mỗi bên ăn một kiểu. Và khi mà cái miếng ăn đó dẫm chân lên nhau thì sẽ xâu xé nhau. Đó là thực trạng. Và cái thực trạng này nó sẽ còn kéo dài cho tới khi nào các bạn thức tỉnh. Khi mà người nhà các bạn dính vào những cái cuộc tranh chấp đó, các bạn trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp đó, thì các bạn mới thấy những cái lời nói hôm nay chúng tôi là như thế nào. Còn bây giờ các bạn nghe lỗ tai này ra lỗ tai kia, ôi tôi nghe ông Trần Nhật Phong nói cho nó vui, qua chuyện thôi. Nhưng các bạn sắp sửa trở thành nạn nhân trực tiếp chứ không phải gián tiếp nữa. Khi những cái hiện tượng đó nó xảy ra tại Việt Nam. Và chắc chắn nó sẽ xảy ra với cái tình hình này. Bây giờ các bạn nói tôi nghe đi. Ngành ngân hàng bế tắc. Đúng chưa? Bây giờ tiền bạc các bạn gửi vô cũng không được an toàn nữa. Bốc hơi bất cứ giờ phút nào. Và cũng không ai chịu trách nhiệm cho những cái món tiền ký gửi của các bạn hết. Mua vàng để trong nhà thì sợ chúng nó cướp. Nó xách súng vô nhà, nó xách dao vô nhà, nó kê dao lên cổ, nó kê súng vào đầu. Nó cướp vì nó đói quá. Nó đói quá, nó không có tiền hút xì ke. Đúng không? Nó đói vì con cái nó không có gì ăn hết. Thì nó phải đi cướp thôi. Mà khi đi cướp thì các bạn là nạn nhân. Đúng chưa? Rồi, đó là tôi đang nói cho các bạn nghe. Rồi bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó các bạn đi ra đường, lái xe ra đường, các bạn có cảm giác an toàn hay không? Chỗ nào cũng kẹt xe, khủng khiếp. Mà không kẹt xe đó, thì là tới ngã tư là sợ hết hồn hết vía. Là vì xe nó phóng vượt đèn đỏ một cách dễ dàng. Nó đi trên lề, nó tông mình lúc nào không biết nữa. Rồi bây giờ đến mức đồ ăn, cũng không dám ăn nhiều nữa. Không biết đồ ăn đó
nó trồng bằng hóa chất gì, rồi nó tưới nước gì lên, nó tẩm thuốc gì lên, ăn vô bị gì hay không. Rồi tới bệnh viện thì lại phải gặp cái cảnh gọi là xếp hàng không có giường nằm. Đây là những cái thực trạng các bạn đang đối diện. Nhưng những kẻ ở trên đầu các bạn vẫn còn đang chia chác được. Cho nên cái thỏa hiệp đó chưa dẫn đến máu đổ. Nhưng mà đi thêm một thời gian ngắn thôi, độ khoảng vài tháng, một năm nữa thôi, các bạn bắt đầu nó vỡ ra từng khúc. Và khi nó vỡ ra, những kẻ đó vì bảo vệ quyền lợi của ban ngành họ, lãnh thổ, lãnh địa của họ, Lý thì trên 260 năm. Từ thời Lý Công Uẩn là một trong những vị vua được xem là Lý Thái Tổ, là một trong những vị vua nhân từ nhất và có những cái chính sách được xem là trải dài và rực rỡ nhất cho cái nước Đại Việt lúc bấy giờ. Nhưng tới gần cuối đời nhà Lý thì con cháu lơ là, lo ăn chơi, lo thu gom, lo làm giàu, lo hút máu, và dần dần bị Trần Thủ Độ tiếp thu quyền lực bằng mọi giá, bằng mọi cách. Và cuối cùng Trần Thủ Độ lật đổ nhà Lý, lập ra nhà Trần. Cuộc lật đổ được xem là ít đổ máu, hay có thể nói là không đổ máu. Rồi các bạn, tới đời nhà Lê, bệ rạc ăn chơi, ỷ quyền, ỷ vào công trạng của ông cha, đúng không các bạn, khiến cho Việt Nam bị chia đôi làm hai mảnh đất, đàng trong đàng ngoài, kéo dài hơn 100 năm. Và cuối cùng, vì giữ quyền lực, Lê Chiêu Thống qua cầu cạnh nhà Thanh. Và cuối cùng các bạn thấy triều đại nhà Lê sụp đổ hoàn toàn. Tôi đưa những cái ví dụ này ra cho các bạn nhìn thấy, và tôi sẽ đưa những cái dấu hiệu cho các bạn nhìn thấy là tại sao Việt Nam sụp đổ. Ok, rồi các bạn còn nhớ là bên cái thời Đức Quốc Xã đã từng lập ra những cái đoàn thanh niên Đức Quốc Xã chuyên môn đi khủng bố, chuyên môn đi giết người, thủ tiêu những người nào khác ý kiến với lại Đức Quốc Xã. Khi nước Đức thất bại, thua trong đệ nhị thế chiến, toàn bộ những kẻ này, các bạn đã thấy kết quả của nó rồi, đúng không? Khi họ lập ra cái này, đoàn thể, những cái hội đoàn để mà củng cố quyền lực cho chính phủ, cho kẻ cai trị, thì kết cục nó như vậy. Các bạn nhìn thấy Đông Âu, nó khởi đi từ những cuộc đàn áp người Công giáo tại Ba Lan. Và cuối cùng, như thế nào các bạn? Toàn bộ khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ một cách rất bất ngờ. Khởi đi từ những cuộc đàn áp tôn giáo, đặc biệt là ở Ba Lan, đàn áp người Công giáo tại Ba Lan. Và cuộc cách mạng đó, nó kéo dài ở đầu thập niên 90. Thì các bạn nhìn thấy toàn bộ cái quá trình, cái quá khứ, lịch sử của Đông Âu, của Á Châu, của Việt Nam. Bây giờ tôi nói với các bạn, những cái dấu hiệu khiến cho cái chế độ nó sụp đổ rất là nhanh. Và nó càng lúc nó càng xuất hiện rõ nét. Thứ nhất, cái mà các bạn nhìn rõ nét nhất là nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi. Bất cứ chế độ nào mà tham nhũng tràn lan thì chế độ đó sẽ sụp sớm, đúng không các bạn? Rồi, thứ hai, mua quan bán tước. Các bạn đã thấy ở trên rất nhiều những cái mạng xã hội và những cái báo chí vẫn thường đăng, báo chí trong nước đó, tôi không nói ở ngoài này, là cả họ làm quan vân vân. Thì các bạn đã nhìn thấy là chia chác nhau, rồi mỗi một cái ghế vào hải quan bao nhiêu tiền, mỗi một cái ghế vào công an là bao nhiêu tiền, mỗi một cái ghế vào Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương bao nhiêu tiền, thậm chí là cái ghế Quốc hội bao nhiêu tiền. Các bạn đã nhìn thấy hiện tượng mua quan bán tước, nó hiện rõ nét vô cùng, đúng không? Rồi cái thứ ba là nếu ngày xưa xây dựng những cung điện nguy nga để ăn chơi trác táng, thì ngày hôm nay xây dựng tượng đài, xây dựng những cái gì gọi là hoành tráng nhất, không, tôi dùng ngôn ngữ của chính các bạn ở trong nước, đúng không? Hoành tráng nhất, khoe khoang nhất, bánh chưng, bánh dày nặng 3 tấn vân vân, là các bạn thấy nó sẽ dẫn đến sụp đổ chế độ. Kế tiếp là cái gì các bạn? Lập ra những cái hệ thống vệ tinh
bảo vệ chế độ nhưng mà không có bàn tay của đảng hay chính phủ ở trong đó, mặc dù ở phía sau đảng và chính phủ giật dây. Tức là cái hiện tượng mà người ta vẫn thường gọi là hồng vệ binh. Hồng vệ binh giống như bên Trung Quốc. Cái này thì cái đề tài sao tôi có nhắc tới, bây giờ mình không nói tới. Tức là lập ra những cái lực lượng bán chính thức để bảo vệ cho chế độ, uy hiếp, khủng bố tinh thần người dân. Tất cả những cái hiện tượng này đều báo hiệu cho thấy là cái chế độ đó sắp sửa sụp đổ. Và chưa kể là nợ lên tới đầu, nợ công lên tới đầu rồi. Các bạn, đây là những dấu hiệu sụp đổ của một chế độ. Rõ nét cho các bạn. Khi mà tôi phân tích đến điều này thì các bạn đã thấy rất rõ nét những cái dấu hiệu này, đúng chưa? Bây giờ mình đi tiếp nè. Mình đi tiếp về cái mà các bạn hỏi rằng như vậy thì nó sụp đổ bằng cách nào? Các bạn, đương nhiên với cái tình hình bây giờ, với cái vũ trang của công an, của bên quốc phòng, đương nhiên rằng các bạn không đủ sức, không đủ bản lãnh, không đủ can đảm để đứng ra thay đổi cái xã hội của các bạn. Vậy thì làm sao nó sụp đổ được các bạn? Nó sụp đổ là do chính những kẻ có thể đảng ăn thịt lẫn nhau. Bây giờ tình trạng mà nó đi tới giai đoạn đó đã xuất hiện rồi. Thứ nhất là các ban ngành, các địa phương đã không còn lắng nghe trung ương nữa rồi. Thì cái tình hình này đó, nó tương tự như là trong bài viết trước đây và trong một cái livestream trước đây tôi đã so sánh. Nó rơi vào cái tình trạng quân phiệt mà Trung Quốc đã từng gặp. Các bạn nhớ là năm 1911 khi mà Từ Hy Thái Hậu bị lật đổ, nhà Thanh bị lật đổ sau cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, thì Trung Quốc thành lập một cái chế độ gọi là chế độ dân quốc. Thì sau đó có một cái sự chia rẽ giữa hai phái, là một phái là Viên Thế Khải và một phái là của ông Tôn Dật Tiên. Thì người ta tạm gọi cái thời điểm đó là chính quyền Bắc Kinh và chính quyền Nam Kinh. Hai phái này đánh nhau và giành cái quyền cai trị. Viên Thế Khải muốn tái lập lại cái chế độ quân chủ, tức là phong kiến, tức là hoàng đế. Tôn Dật Tiên vẫn thúc đẩy một chế độ được xem là chế độ Cộng Hòa, đúng không các bạn? Và thời điểm đó do cái sự tranh chấp giữa chính quyền Nam Kinh và Bắc Kinh, thì mỗi một tỉnh, một ông tư lệnh vùng trở thành một ông vua, cai quản cái vùng của mình và bắt đầu giành lãnh thổ, chém giết lẫn nhau và sẵn sàng xử nhau. Tất cả đều được nhân danh là vì người dân hết. Trung Quốc rơi vào một cái cơn hỗn loạn suốt mấy chục năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là vượt cái thực hiện cái cuộc là vạn lý trường trinh để mà có thể thống nhất lại nước Trung Quốc. Thì tôi nói với các bạn, cái tình hình của Việt Nam bây giờ nó cũng sẽ y chang như vậy. 64 tỉnh thành sẽ có 64 ông vua. Mỗi ban ngành cũng sẽ là một ông vua. Và như vậy thì sao? Chia lãnh thổ, chia đất đai để mà bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Tình hình nó, bản chất nó giống nhau, nhưng cái cách nó khác nhau. Thì cuối cùng là gì các bạn? Tất cả những quan chức đó ăn thịt lẫn nhau. Và các bạn đã nhìn thấy, tôi không nói những cái vụ án vừa được xử, vừa được xảy ra. Các bạn thấy Bộ Công Thương ăn theo kiểu Bộ Công Thương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước ngoài ăn theo kiểu của họ. Bộ Công an ăn theo kiểu của họ. Bộ Quốc phòng nắm nhiều đất đai nhất, lúc nào cũng nhân danh là đất quốc phòng đó, thì ăn theo kiểu của họ, bán theo kiểu của họ. Và tất cả những cái bộ ban ngành này không ai chịu thua ai. Thì sẽ đến tình trạng gọi là conflict, sẽ tranh chấp. Và tranh chấp đó lúc đầu chỉ là đưa nhau nhân danh đảng, nhân danh nhân dân, xử nhau ở tòa án thôi. Đó là giai đoạn đầu. Nhưng mà giai đoạn kế tiếp, khi mà cái kẻ yếu thế biết là đưa ra tòa kể như là mình mất trắng hết á, thì sẽ phản kháng bằng bạo lực để chống lại cái kẻ ăn hiếp mình. Và cuối cùng là gì các bạn? Cả một cái xã hội Việt Nam sẽ rơi vào loạn lạc.
và khi đó chế độ đã sụp đổ. Tại vì không một nơi nào, không một chỗ nào có thể, tôi nói thẳng với các bạn là có thể nghe nhau cả. Bây giờ các bạn nhìn thấy Yên Bái sẽ là một vùng trời riêng. Thái Nguyên, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, miền Nam, Đà Nẵng, mỗi nơi sẽ là một lãnh chúa. Và lãnh chúa ở khu vực đó chỉ cần ăn chia với lại cái quân khu ở khu vực đó thôi, được sự bảo đảm của quân khu ở khu vực đó thôi. Từ Bắc chí Nam có 9 quân khu, từ quân khu 1 tới quân khu 9, là quý vị thấy chính ông tư lệnh chính quân khu là chính ông vua rồi. Đúng không? Và họ hợp tác với những ông bí thư tỉnh, như ông chủ tịch tỉnh, là bắt đầu họ sẽ không nghe lời trung ương nếu như quyền lợi họ bị cắt xén, quyền lợi họ bị thiệt thòi, thì tới một giây phút nào đó họ sẽ phản kháng bằng bạo lực đối với chính cái gọi là chính quyền trung ương. Và đây là cái viễn ảnh trước mắt các bạn, cái viễn ảnh mà máu đổ đầu rơi, cuộc chiến giữa các lãnh địa, lãnh chúa, các ông bí thư tỉnh, các ông chủ tịch tỉnh hay là các ông tư lệnh dùng tư lệnh khu quân khu 1 cho tới quân khu 9, nó sẽ xảy ra khi quyền lợi đó bắt đầu dẫm lên nhau và bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Các bạn, nó sẽ xảy ra. Và khi nó xảy ra rồi, các bạn sẽ sống trong một cái xã hội hoàn toàn không có luật pháp nữa. Ngay bây giờ đã không có luật pháp rồi. Tại luật pháp đó không bảo vệ cho người dân. Luật pháp đó chỉ bảo vệ cho những kẻ đang cai trị các bạn thôi. Do đó, ngày hôm nay các bạn đang sống trong một cái xã hội hoàn toàn chuẩn bị bước tới sự sụp đổ và loạn lạc. Nó rõ như ban ngày. Tại vì sao? Tại vì cùng một đảng khi hết đồ ăn rồi thì sẽ ăn thịt lẫn nhau thôi. Các bạn cho tôi biết đi, bây giờ ở Việt Nam còn thứ gì để có thể xuất cản ra bên ngoài nữa các bạn? Không còn, còn hai thứ: đất đai và con người. Đất đai tức là đem đất bán cho nhà đầu tư nước ngoài trên danh nghĩa nha. Nhưng thực chất các bạn biết đầu tư nước ngoài rút khỏi Việt Nam hết rồi, gần hết rồi. Chỉ còn các nhà đầu tư từ Trung Quốc thôi. Đúng không? Ký với danh nghĩa là cho mướn đất để phát triển 99 năm, 75 năm vân vân. Một hình thức bán đất để trục lợi. Rồi thứ hai là gì? Bán người, bán con người qua hình thức xuất khẩu lao động. Họ chỉ còn hai thứ này để bán, để xuất cản thôi. Chứ không còn cái thứ nào để bán nữa các bạn. Và khi mà cái này nó cạn dần, tức là đất đai trong tỉnh của mình bán gần hết rồi, thì lấy gì bán nữa đây các bạn? Một là giật lại của người khác để bán. Còn hai là phải lấn sang tỉnh kế bên. Lấn sang tỉnh kế bên là lấy đất bán tiếp. Và cứ như vậy sẽ xảy ra. Rồi đất nào của quốc phòng, đất nào của dân sự sẽ tranh đoạt nhau trong cái khu vực đất nữa. Và tất cả đều được nhân danh phát triển. Phía bộ quốc phòng thì nhân danh, ô, những miếng đất này là nằm trong cái khu vực quốc phòng, nguy hiểm an ninh quốc gia, không thể giao ra ngoài bên ngoài được. Và rồi họ cho tư nhân vào, họ bán cho tư nhân khác để khai thác. Chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh không làm gì được hết. Rồi bên cạnh đó, chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh lại đi kiếm ăn kiểu khác. Né được đất quốc phòng thì lấy đất khác. Mà đất khác mà dân lỡ chiếm thì lấy lại. Tại đất đai là sở hữu của toàn dân, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo mà. Không ai được làm chủ đất hết. Cho nên tỉnh muốn lấy lại giờ nào lấy. Và không trả thì cho người tới cưỡng chế. Và lực lượng cưỡng chế bây giờ chỉ mới là cảnh sát cơ động thôi. Mai này cưỡng chế sẽ có quân đội đi theo nữa.